Dạ, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các bà con cô bác nha. Hôm nay bên em lại về tiếp tục cập nhật về những mẫu xe giá tiền tầm trung đến cho toàn thể tất cả các bà con cô bác. Đó là một dòng sản phẩm Kia Morning nè. Kia Morning sản xuất năm 2008, số tự động. Hàng này là bản đủ, tích hợp được gương chính điện, xi nhan trên gương chiếu hậu, đầy đủ phong dáng anh chị nha. Và Chevrolet Spark xe một đời chủ nè anh chị. Đồng sơn đẹp, nội thất đẹp, Captivan sản xuất năm 2008, màu vàng két. Và thêm nhiều mẫu xe nữa, đó là con Ford Everest. Và sau đây chương trình của chúng em xin được phép giới thiệu. Đây ạ, đây là con Ford Everest sản xuất năm 2008. Đồng sơn phủ tương đối là đẹp trên chiếc xe luôn, không có một dấu hiệu trầy trụ 80 là chiếc sơn rin. Đồng sơn nha anh chị nha. Xe không lỗi, không đâm va, không cứng đục. Hai cục đèn phía sau là nguyên bản theo xe nè. Biểu tượng của chữ Ford Everest nè anh chị, coi này, chữ inox nè. Chữ inox là nguyên bản theo xe luôn nè. Đây nè, đây là đường lên đỉnh núi Ford Everest. Xe cực cọp luôn. 51G18312. Anh chị nào ở Sài Gòn mua xe này về rất là thích hợp. Rin hết nha, biểu tượng của Ford là nguyên bản nè. Đây là chữ nè. Chữ đó inox nha, chữ inox đính theo logo nguyên bản theo nhà sản xuất, còn in hàng trên đuôi xe luôn. Đó, đồng sơn đẹp, form dáng đẹp. Thích hợp là cản ba ga nè, để anh chị đi chơi, đi du lịch. Đó, chở đồ đạc rất là ok, máy 2.5. Đây là dòng xe phân khúc, máy dầu. Dòng xe này siêu tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt hơn là em nó gầm cao bánh lớn, cực kỳ là khỏe. 6-7 lít trên 100 máy dầu thôi, 7 lít nha. Biểu tượng của Ford kính nè, chữ Ford Everest nè, hai cụm đèn phía sau nè. Đó, đẹp chưa? Con này cái ga nó đẹp, còn sướng hơn ga điện. Đời 2008 chưa có ga điện, bước qua 2009 mới có ga điện anh chị nha. Nhưng mà chất xe đẹp sướng lắm. Chạy bao cọp chạy có mấy chục ngàn à. Không hề đồng hồ tua máy luôn. Toàn bộ đây là chất sơn rin hết là toàn diện nè anh chị ạ, đẹp chưa? Bốn vỏ nè. Bốn vỏ mới keng sao ben luôn, anh chị xem nè. Mâm là mâm đúc. Gầm bề ở trong nè. Đó, tích hợp chủ nhà phủ ceramic, gầm cao bánh lớn cực kỳ nha. Đây là phần về của trắng bùn nè, còn nguyên bản ở nhà sản xuất. Anh chị có cái bô kìa, anh chị thấy cái bô chưa? Cái bô là mới tinh luôn. Đồng sơn đẹp, thân vỏ đẹp nha. Lấy về là sử dụng, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa. Tích hợp là bề gác chân, bề gác chân nè. Đó, rin nồi luôn, bốn cánh cửa không lỗi. Xe chuẩn lắm, lấy về chạy thôi. Biểu tượng của Ford Everest hai bên hông là tích hợp với xi nhan nè. Xi nhan bên hông là còn nguyên bản nè. Bốn vỏ là mới chưa? Bốn vỏ cực kỳ là mới tinh luôn. Mâm là mâm đúc nguyên bản theo xe. Chì, đây là chì phay mâm, chưa có dấu hiệu là phay nha, chì bấm theo sản xuất luôn. Gầm bề ở trong nè anh chị coi nè. Đó, đây là phần gầm nè. Phủ toàn bộ ceramic rồi nha. Anh chị nhìn những cái đinh bấm nhựa ở trong lòng dè nè. Còn nguyên bản theo sản xuất luôn. Đó. Đó là chất xe đẹp mà bên Trần Anh Ô Tô muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các bà con cô bác đó. Xe cực cọp luôn. 51G18312. Biểu tượng của Ford Everest, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ. Trang bị cho em nó là bận cho em nó là một cái áo màu hồng phấn anh chị nha. Một cái áo màu hồng phấn, nhẹ nhàng, đoan trang, đầy cá tính trong cuộc sống. Và đi đôi với em nó là cụm đèn vuông, nguyên bản theo xe, form mới, mất hết sóng gân. Đời 2006 mới có sóng gân anh chị nha. Qua đời 2007 sẽ mất sóng gân. Hai cụm đèn nguyên bản theo xe nè. Đèn rin luôn nè anh chị ạ. Tích hợp đèn gầm nè. Đầy đủ trên chiếc xe rồi, chị coi vỏ nè. Đó, mâm vỏ nè, rất là sạch sẽ luôn. Màu hồng phấn, cản gió, mặt ca lăng, biểu tượng của Ford. Đuôi nai chum anh chị, đẹp chưa? 51G18312 nha. Bản số Sài Gòn luôn, xe chính chủ ký rút ok đầy đủ trên chiếc xe luôn. Riêng cái bản số 51G nó mắc hơn xe khác là 20 triệu rồi. Bản số đã mắc hơn 20 triệu rồi. Anh chị nào mà nhà ở Sài Gòn á, mà lấy con xe này về chạy thì phải nói là hết sảy con gà Tây luôn. Đẹp ngất ngây con gà Tây luôn anh chị nha. Đó, đồng sơn đẹp, form dáng đẹp. Đó là dòng Ford Everest mà Trần Anh muốn giới thiệu quảng bá thương hiệu về một chiếc xe còn đi sâu mãi trong lòng trái tim của mỗi con người Việt Nam. Đây anh chị ạ. À, đồng sơn không một vết trời luôn. Nắp capo trên là toàn bộ phủ, toàn bộ là sơn rin. Từ trên sóng lường trên nắp capo chạy xuống nè. Đó, chạy dài như những dòng nước ngọt ngào trong cuộc sống lắm. Không có dấu hiệu là móp méo nhá.
không có dấu hiệu đâm ve, bốn vỏ tương đối là khá mới nè, bốn vỏ đẹp 80% luôn, mâm đúc nguyên bản theo xe, chì nguyên bấm nguyên rin theo nhà sản xuất, không có dấu hiệu là vớt mâm anh chị nha. Đây là phần gầm bè nè anh chị coi, từ những cái đinh tán nè đó, từ những cái đinh tán trong gầm nè, đinh nhựa nè, còn nguyên bản luôn nè anh chị coi nè, nguyên rin theo nhà sản xuất nhá. Con xe này chạy có mấy chục ngàn thôi, xe bao đẹp, hai bên là biểu tượng của Ford Everest, đăng kiểm tháng 10 năm 2020, đăng kiểm cực cao nha anh chị. Đó, bề gác chân nè, gương to đầy đủ, bốn cánh cửa là dán phim cách nhiệt, biểu tượng của kính Ford Everest, không dấu hiệu là thay thế nè, đây là toàn bộ là dán phim cách nhiệt hết. Đây là trên phần gương nè, không có dấu hiệu là chạy xước, biểu tượng của Ford nè, AS254, không có dấu hiệu là thay thế nha. Đây nè, ASM254, chữ Ford Everest, đẹp chưa? Ốp chụp bình xăng, biểu tượng Ford Everest, bốn vỏ đẹp như nhau luôn, bốn vỏ đẹp như nhau luôn, 80%. Mâm nè, mâm nguyên bản theo nhà sản xuất, gầm bè nè, phủ ceramic chống bụi gầm hết rồi người ơi. Đó, đó là Trần Anh quay về bên Đồng Sơn cho bà con tham khảo về mẫu Ford Everest bên Trần Anh Auto. Và tiếp tục em sẽ quay về chi tiết về phần cửa cho anh chị coi. Vương ơi mở ra. Đây anh chị ạ, à, đây là phần tắp bi cửa nè, những cái vân gai trên tắp bi cửa, còn in hàng qua thời gian năm tháng luôn. Phần tay nắm mở cửa nè, ốp giả gỗ nè, bốn cánh chính điện rất là nhẹ nhàng, rất là mượt mà trong cuộc sống luôn. Và nơi đây tình yêu bắt đầu anh chị nha. Đây nè, chất sơn rin trong cửa nè, còn nguyên bản không mất một phân nào luôn, keo chỉ nè, keo chỉ nguyên bản theo nhà sản xuất nè, đẹp chưa? Khóa chị em an toàn đầy đủ luôn. Đây là những đinh bấm nè, xe này thì làm sao cứng đụng, làm sao tông ve được. Bên Trần Anh cam kết với bà con 100%, xe này không đẹp không phải là Trần Anh Auto, đó là lời em nói nhá. Xe siêu cọp luôn. Đây anh chị ạ, à, hai bên nè, hai bên thân trụ của phía cửa bên phụ nè, những sóng gân nè, không có dấu hiệu tông va hoặc móp méo, chất sơn rin phủ toàn diện như chiếc xe nhá. Đồng sơn đẹp, nội thất đẹp đến với tay người sử dụng. Nách cửa nè anh chị coi nè, đây là keo chỉ nè, keo chỉ rin từ trên xuống dưới nè, đẹp chưa? Xe cực đẹp luôn, nách cửa nè, không có dấu hiệu là móp méo, không dấu hiệu là xét rỉ, từng con tán bản lề, nguyên bản theo nhà sản xuất luôn, keo chỉ trong bản lề nè, đó chị thấy chưa, keo chỉ nè, còn nguyên bản nhá, không dấu hiệu là khui ra chỉnh lại đâu. Và kết hợp cho em nó ba dàn lạnh, một dàn lạnh trước, đây là hai dàn lạnh và phía cuối là một dàn lạnh, bọc cho em nó toàn bộ nỉ cách nhiệt kinh trần, rất là sạch sẽ, nội thất đẹp lên tới 85% luôn chị ạ. À, từ phần tay nắm nè, hai bên là còn nguyên rin luôn. Đây là phần ghế trong phần nội thất là sạch sẽ chưa, vô cùng là sạch sẽ luôn. Hãy cảm nhận một tác phẩm, một bức tranh chiều tượng đi sâu vào trong trái tim của mỗi con người Việt Nam anh chị nha. Một bức tranh gợi lên một sự hoàn mỹ trong cuộc sống luôn. Nơi đây Trần Anh gọi là một phong cách đó anh chị, một phong cách, một sự thiết kế của dòng xe Ford đến từ Mỹ. Máy siêu bền, tem tán 7 màu từ bề các chân nguyên bản theo xe nè, rin lắm, rin ơi là rin luôn anh chị. Anh chị coi nè, mới chưa, mới ken sao en luôn, từ phần học nhựa để đồ nè, đó, kèo cột bên hông bên tài nè, anh chị coi là dây đai an toàn, bảo hiểm đầy đủ, những cái đinh bấm nhựa, còn in hàng trên môi em luôn nhé. Đó, đây là nút chỉnh dàn lạnh nè, anh chị thấy chưa, đẹp chưa, xe này là siêu đẹp, không có chiếc thứ hai để cho bà con cô bác lựa chọn đâu. Đó là lời Trần Anh nói, chất đóng cửa rất là liền, đồng sơn đẹp, nội thất đẹp đến với tay người sử dụng nhé. Đó là em Ford Everest mạnh mẽ, bước đi trên từng con phố. À, anh chị thấy chưa, xe này máy móc bên Trần Anh bao cho anh chị chạy xe thoải mái luôn. Bốn cánh cửa đẹp như nhau là phần tắp bi cửa nè, phần tắp bi cửa khá là tương đối là sạch sẽ luôn anh chị coi nè, những cái vân gai nè, những cái vân gai trên phần tay nắm nè, còn nguyên bản không dấu hiệu là chầy chuộng hoặc xước nha. Tay nắm đây nè anh chị ạ, à, cảm giác rất là nhẹ nhàng. Đây là học để đồ, loa nguyên bản theo xe. Đây nè anh chị coi nè, coi cái này cho Trần Anh thôi, đây là những cái đinh bấm
những cái đệm của cửa cao su này còn nguyên bản, khóa lóc chị em an toàn. Hai bên là những sóng lường nè, không một dấu hiệu là tông va, không một dấu hiệu tích là đâm va cứng đụng nhá. Đó, sơn rin phủ toàn diện những chiếc xe luôn, xe siêu cọp siêu đẹp đến với tay người sử dụng luôn. Keo chỉ trong nách là không mất phân nào nữa nè, anh chị coi phần keo chỉ nè. Đó, keo chỉ rin nguyên vẹn từ nhà sản xuất nè, cọp chưa. Đây mới gọi là xe. Phần tắp bi đây, đây là phần tắp bi bên tài nè, anh chị coi những cái đinh bấm nhựa nè. Đó, đinh bấm nhựa ở cửa nó còn nguyên bản là nách cửa nè, anh chị coi nè. Đó, từng con tán bản lề, anh chị thấy sạch sẽ chưa? Có dấu hiệu là móp méo không? Coi kỹ em cho chúng anh. Thích hợp là trên xe là có gương chính điện, bốn cánh ô tô, lóc cửa, phần option tương đối là mới mẻ trong cuộc đời luôn. Tương đối là đẹp. Đây nè anh chị nè, đây là chất sơn rin phủ toàn diện từ trên xuống dưới nè. Đó, cửa ơi thương lấy chỉ dùm, tuy rằng khác cánh nhưng chung một dàn anh chị nha. Cửa nè, chỉ nè, thương lấy chỉ dùm nè, tuy rằng khác cánh nhưng chung một dàn. Đó, anh chị thấy không, đẹp chưa? Không mất phân nào luôn. Xe rất là đẹp. Đây là phần bệ các chân nè, anh chị coi nè. Trần Anh đang nói về phần bệ các chân nhá. Bệ các chân là siêu đẹp luôn. Từ những con tán bản lề nè, anh chị coi không có dấu hiệu được khui ra chỉnh lại nè. Trần Anh quay kỹ, quay chậm cho anh chị xem nhá. Xe này chạy có mấy chục ngàn, chưa hết, chưa tua đồng hồ luôn. Đây là phần ghế. Phần ghế từ trên xuống nè, từ bên tài xuống là tương đối sạch sẽ cho, không có dấu hiệu là mục mọt hay rách rưới. Hai bên nè, hai bên từ phần tay gối đổ đi nè, những nét đường may của kẻ chỉ nó đẹp chưa? Rất là đều luôn anh chị ạ. Đều lắm, đẹp lắm và rất là mịn màng trong cuộc sống luôn. Từng sợi tơ nhá, là nụ hồng mong manh chính là em Foy Red. Nhẹ nhàng, dịu dàng, đầy khuyến rũ luôn. Đây ạ. Đây là mạc tem cho đồng hồ nè anh chị coi. Đồng hồ còn mạc tem nè, niêm phong còn nguyên bản nè. Để coi con này đi được bao nhiêu nha. 80.372 km, 80.000. So với đời 2008 thì phải nói thật sự chiếc xe này quá kỹ. Chả hiểu vì sao, quá kỹ, quá đẹp. Đây là anh chị coi phần nách cửa nè. Nách cửa này đẹp chưa? Không có một phân chỉ nào luôn, đẹp ngất ngây luôn nha. Đây nè, trải nghiệm cùng với Trần Anh nè. Đề nhẹ một phát là có nổ máy rồi anh chị nha. Đồng hồ nè, trên đồng hồ không báo xíu một lỗi lầm luôn. 80.372 km, biểu tượng của Ford, không có dấu hiệu bị vô lăng bị phai mờ. Đây nè, trang bị là hai túi khí, những vân gai nè, còn đẹp mãi qua thời gian với năm tháng luôn. Đèn còi cực kỳ lớn. Trang bị cho em nó là màn hình cam da ưu tiên, kết hợp cho em nó là một cái chai nước hoa đồng hồ mang giờ trên đây nè. Đây là gia đình của một nhà đạo Phật nhé. Máy lạnh đây nè, AC đã được kích hoạt rồi nha anh chị nha. Đây là lấy gió trong gió ngoài, sông kiến còn đang hoạt động. Chân gương mặt đầy đủ hết. Đây nè, em mở nè, nó dàn lạnh bắt đầu được kích hoạt rồi anh chị ạ. Cảm giác như mát lạnh ở mùa hè vậy anh chị. Rất là tuyệt vời. Toàn bộ phần đây là học để đồ nè, chủ nhà tích hợp nè, ốp giả gỗ hết toàn bộ cho em nó rồi, tạo cho em nó có một cái điểm nhấn ở trên chiếc xe. Và chủ nhà nè, chủ nhà thay cho em nó cái cụ số giả gỗ cùng tông màu luôn nè. Đó, cùng tông màu luôn nha anh chị nhá. Đẹp chưa, đẹp tuyệt vời. Trang bị bên phụ, trang bị bên phụ là túi khí là không có dấu hiệu là bung nổ nhá. Trên phần thắp lô tương đối là sạch sẽ luôn. Nói chung là xe rất là đẹp, kèo cột nguyên bản cho xe nè. Không một dấu tích là đâm va, không một dấu tích là cứng đụng trên chiếc xe nhá. Đó là phần tay nắm trên trần nè. Kèo cột anh chị coi là dây đan toàn bảo hiểm nè. Bảo hiểm tính mạng cho đến toàn thể tất cả các bà con của bác. Dòng xe phân khúc bởi chỗ. Gầm cao bánh lớn. Hơn 300 triệu anh chị đã sở hữu ngay con Ford Everest đời 2008 do Donald Trump sản xuất rồi nha. Anh ấy thật là tuyệt vời. Ước gì không giống như anh ấy. Đó, đẹp chưa? Đây anh chị ạ, côn ga số nè, không có dấu hiệu bị phai mờ. Nhìn giùm cho Trần Anh nè, từng sợi tơ, từng đường tơ, từng kẽ tóc. Đây là những cái đinh bấm nhựa nè, còn nguyên bản luôn, là anh chị biết cái chất xe rồi. Trang bị cho em nó là cổ lái gật gù nè, mở cốp xăng bằng điện nè, mở cốp nè, cách cốp đã được mở rồi. Và đây chính là nút AC dàn lạnh phía sau đây. Chỉnh đèn sáng tối còn đang hoạt động nhá.
hãy trải nghiệm là đèn sáng tối cũng đang hoạt động rồi, không thiếu một chức năng gì anh chị nhá. Anh chị thấy chưa, đẹp chưa? Đó là mẫu xe hot bên Trường An Ô Tô muốn giới thiệu sản phẩm đến toàn thể tất cả các bà con, và chúng ta cùng lên xe trải nghiệm sự khác biệt. Mùa hè đang dần đổ xuống rồi, ngồi lên cái chiếc xe thì cảm thấy nó mát lạnh luôn anh chị ạ, nó mát lạnh luôn, cảm giác rất là thoải mái trong cuộc sống nhá. Đây nè anh chị coi nè, rin chưa, từ những cái dây đai an toàn, những cái băng gai trên kèo cột nè, không có dấu hiệu phai mờ luôn. Xe đẹp cực kỳ anh chị ạ, đẹp lắm luôn á. Nách cửa đây nè, keo chỉ nè anh chị coi nè, hai bên nè, đây là keo chỉ trong nách anh chị coi kỹ nhá, hai bên nè, không một dấu tích đâm ve và không một dấu tích là cứng đục. Từng những con tán không có dấu hiệu khui ra chỉnh luôn. Đẹp chưa? Đẹp ngất ngây con gà tây luôn nha. Đinh bấm nè, đinh bấm nhựa nè. À, những cái vân gai nè. Anh chị thấy không? Đây là những cái vân gai nè. Nguyên bản sản xuất nè. Phần tay nắm nè. Đẹp chưa? Từ trên xuống nhá. Dây đai bảo hiểm an toàn. Người ngồi phía sau rất là yên tâm. Trần là mới ken sao ben, không một vết trời. Quá tuyệt vời. Quá đẳng cấp. Từ phần bề nè, từ phần bề chỉnh tay ghế là còn nguyên khối, nguyên rin nhá, rất là liền lẹt luôn. Đó, chiếc xe là niềm tự hào, chiếc xe là niềm đam mê bên Salon Ô Tô miền Nam 92 bên Trường Anh Ô Tô. Trường Anh Ô Tô luôn luôn thể hiện đẳng cấp phong cách nha anh chị nhá. Bán hàng những mẫu xe xứ cỏ đến cho toàn thể tất cả các bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc. Rất là tuyệt vời, kết hợp là có gương chính điện. Đây nè. Đó, gương chính điện đang hoạt động nè, chị thấy chưa? Gương chính điện còn đang hoạt động được hết nhá. Anh chị chỉ lấy và anh chị chạy. Ngoài ra anh chị không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa nhá. Đó, gương chính điện thấy chưa, đang hoạt động rồi hết, máy lạnh đang mở luôn. Và sau đây Trần Anh sẽ mở dàn, em mở dàn máy lên cho anh chị coi nè. Máy là mới ken xà beng. Đó, đồng sơn vô cùng là sạch sẽ, đồng sơn đẹp, nội thất đẹp, đời thì rất là cao, đời 2008. Xe này chạy sướng cực kỳ, gầm cao bánh lớn chạy cực đầm, mặt ca lăng trước nè, toàn bộ thân mặt ca lăng trước nè anh chị coi nè, biểu tượng của Ford nhá, 51G 18312 89 12 13 5 5 nút, em nó mang ở cái số mệnh danh nha, tứ quý năm, số 5 đó anh chị, đây ạ. Trải nghiệm vật toàn bởi anh cốp này coi, mở cốp lên em, anh chị coi phần máy nè, bây giờ là phần rất là quan trọng trong cuộc sống luôn anh chị nhá. Đây là những cái đinh bấm nguyên bản theo nhà sản xuất nè, không có dấu hiệu là tông qua cứng đục nha, keo chỉ trên nóc capo nè, đẹp tự nhiên luôn. Hai bên nè, từ những con tán hai bên là những sóng lường nè, đó những sóng lường nè, rin chưa, không một ngày giờ là cứng đục luôn nha. Và dòng này không có dịch vụ bà con cô bác yên tâm. Những cái đinh bấm điện này, trên thanh dàn trước của em nó nè, đẹp lắm. Đây nè, thấy chưa, hai bên nè, hai bên đẹp như nhau nhá, hai bên đẹp như nhau luôn nha anh chị. Trang bị cùng thắng ABS chống bó cứng phanh, tem tán bảy màu cùng nguyên rin. Trang bị cho em nó một cái bình nguyên bản cho xe mới ken xà beng, hộp cầu chì chỉ dẫn, dầu trợ lực, ABS, motor quạt kính, đi tới đâu đọc tới đó nha, bơm dầu, turbo, đầy đủ chưa? Anh chị coi cái máy nè, xanh đỏ tím vàng, xanh đỏ tím vàng, đây là vết son trên môi em nha, mạc tem nè, anh chị xem nè, mạc tem là nguyên bản của xe nè. Máy nổ thi thầm mùa xuân luôn, êm lắm. Đây là anh chị ạ, anh chị thấy chưa, anh chị thấy quả máy chưa, máy cực kỳ là khô ráo, nỉ cách nhiệt nè, nỉ cách nhiệt nguyên bản theo con Ford Everest nè, còn in hàng luôn nhá. Trang bị cùng thắng ABS chống bó cứng phanh, xanh đỏ vàng, đây là vết son trên môi em anh chị ạ. Từ những cái đinh bấm nhựa nè, còn nguyên bản tán, không có dấu hiệu khui mở, keo chỉ nè, keo chỉ đẹp như nhau nè, đó chuẩn chưa.
Nỉ cách nhiệt cái nắp cabo còn nguyên bản luôn, không dưới thì bị mất nhá. Và đây ạ, turbo. Đây là cụm turbo nha. Turbo có nhiệm vụ đóng gió và lấy gió để tăng tốc, tăng mã lực của con xe lên và đồng thời tiết kiệm cho anh chị một khoảng thời gian đẹp nhất định trên cuộc sống nhá. Đây nè, máy là siêu cọp, siêu chất luôn. Đây nè, xe nè không có xíu độ hơi nè, thì coi nè, chất xe nè không có một xíu độ hơi nhá. Đó, rin nồi chưa, cực kỳ là rin luôn, lấy về là chạy thôi. Từ những con tán nè anh chị coi nè, từ những con tán không có dấu hiệu là khui mở nhá, tem tán ốc bảy màu của dynamo sạc là còn nguyên bản luôn, tem tán là ở dàn cách nước nè anh chị coi nè. Đó, đẹp chưa, hai bên nè đẹp cực kỳ nhá. Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Boe nè, Boe nguyên bản theo nhà sản xuất nè. Đó, đầy đủ chưa, coi nè, không một dấu tích đâm pha, mẹt tem nè, nguyên rin luôn, xe cực đẹp cực chất, để với tay người sử dụng lấy về là chạy thôi. Đó, máy móc cực kỳ là sang trọng. Đây là dầu Amaya nhá. Đó, đầy đủ chiếc xe, những cái đinh dập nè, đây là những cái đinh bấm dập nè, nguyên bản nè, ở phần thân máy nè còn nguyên rin luôn. Trần Anh sẽ test phần máy cho bà con cô bác xem nhé. Hãy trải nghiệm và cùng đồng hành. Chất chưa? Xe nổ cực chất, thì thầm mùa xuân như những lời ru yêu thương trong vòng tay của mẹ hiền yêu dấu. Đó, đẹp chưa? Nỉ cách nhiệt nè, rin nguyên hết, xe siêu cọp luôn, tem tán bảy màu vô hộp cầu trì nè, không dưới được khui mở luôn nè, chả hiểu vì sao, thật sự không hiểu nổi, đẹp quá. Đó, quá cọp. Anh chị đam mê về mẫu xe Ford Everest sản xuất đời 2008 này thì alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô. Và bên em còn rất là nhiều mẫu xe khác, rất là nhiều sự lựa chọn, hai cụm đèn halogen truyền thống nguyên bản theo xe, không có một dấu hiệu đồ chế anh chị nhá. Đây nè, nó rin nè anh chị coi nè, xi nhan bên hông còn đang hoạt động luôn nè. Đó, máy lạnh. Anh ca đi đâu á? Ok. Đó, nội thất là đẹp nè, đẹp keng xà beng luôn. Cùng trải nghiệm với Trường Anh, hai cụm đèn phía sau nè. Sáng rực trời mây, đã uống rượu bia thì đừng nên lái xe, nguy hiểm đến tính mạng cho mình và cho người khác, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Đó, Ford đây nè, tuyệt vời chưa, lắp chụp toàn bộ inox hết nè, hai cụm đèn phía sau nè, keng xà beng luôn, không có dấu hiệu là chạy chùa nhá. Nói chung là một chiếc xe rất là rin, riner là rin. Đây nè anh chị coi, đẹp chưa nè, phần phía sau nè không có dấu hiệu là chạy chùa luôn, keo chỉ nè, keo chỉ đinh bấm nè, nguyên bản ở nhà sản xuất nè. Đó, không có dấu hiệu móp méo nhá. Đây nè, đây chiếc sân rin nè, chiếc sân rin phủ toàn bộ ở cánh sau luôn. Đây là mạc tem nè, ân lóc nè, đây nè, từng con tán bản lề nè, anh chị thấy không, từng con tán bản lề keo chỉ không dưới được khui ra nhá. Đó mới là gọi là chất xe cọp. Hai bên của trụ sau là dây đan toàn bảo hiểm nguyên bản cho xe luôn, chuẩn chưa, sàn kết hợp là sàn nỉ nè. Đó, sàn con Ford Everest là sàn nỉ anh chị nha. Đây là nỉ nè, Trần Anh rồi, Trần Anh cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là mượt mà luôn anh chị ạ. À, hai bên phần đinh bấm nè, không một dấu tích là tông ve, đây là những cái vân gai trên phần trụ cột nè, còn in hàng luôn anh chị ạ. À, in hàng vết son trên môi em luôn, đẹp cực kỳ, đẹp dịu dàng mà không chói lóe anh chị nha, là mặt trời của Ford Everest anh chị ạ. À, đó, đam mê về dòng xe phân khúc xe gia đình 7 chỗ này thì alo, từ hai bên học để đồ nè anh chị coi nè, khay đựng nước nè, mới chưa, đó mới tinh, tay nắm trên trần nè, nguyên rim nhá, kèo cột dây đan an toàn không thiếu một bất cứ một chức năng gì hết, lót sàn cực kỳ là tương đối là sạch sẽ luôn. Anh chị coi những cái phần đinh bấm nè, đây nè, đinh bấm nhựa ở trên phần thân trụ nè, đó từ trên đổ về nè, anh chị thấy chưa, từ trên đổ về nè, đinh bấm nhựa nguyên bản đó. Đây là phần những cái vân gai nè. Trần Anh, nếu mà Trần Anh có tiền thì thực sự Trần Anh cũng sẽ mua xe này, đó là lời Trần Anh nói, anh chị tin hay không thì tùy anh chị nha. Nếu mà Trần Anh có tiền, Trần Anh sẽ mua xe này, nhưng
Trần Anh không có tiền, cho nên là em chỉ giới thiệu em không mua được xe này nhá. Đó, phong dáng đẹp, đồng xương đẹp. Mua alo hotline trực tiếp cho Trần Anh ô tô 0961 408 726. Em luôn luôn đồng hành cùng tất cả các bà con cô bác trên mọi cung đường Việt Nam nhé. Ở nơi đâu có đường là ở nơi đó có Trần Anh ô tô. Đẹp chưa? Đẹp cực kỳ. Đây ạ, trải nghiệm luôn như phần gầm nè. Đây là phần gầm xe nè. Mới len ken luôn. Con này dẫn động còn sau anh chị nha. Gầm cao bánh lớn lắm. Đây nè, từ những con tán, tem tán dưới ốc bảy màu là còn nguyên bản nè. Nè chị coi nè. Đó, chị thấy chưa, những con tán vàng đó còn nguyên bản luôn. Đẹp lắm. Con này dẫn động còn sau nhá. Máy móc cực kỳ khô réo nè. Đây là phần máy nè, chị coi cục máy nè. Em thấy cục máy chưa? Khô réo chưa? Cực kỳ là khô réo luôn. Đây là xúc khung nè. Xúc khung nè, chị coi nè. Đó, xúc khung xe nè. Còn nguyên rim nhá. Không nhớ bị phai mờ, tem tán nè. Đó, đẹp chưa? Xe này em chị không mua, chị mua xe gì? Xe bên Trần Anh bán, chỉ bán những mẫu xe đẹp và phục vụ bà con cô bác. Không bán xe cứng đụng, ngập nước. Máy móc đồng thời bên Trần Anh bảo hành cho anh chị một năm. Một năm máy nhá. Nhớ dùm cho em. Hai bên phần xe rông nè. Đó, những cái đinh bấm điện nè. Anh chị thấy chưa? Không một dấu hiệu đâm va, không một dấu hiệu là cứng đụng nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Lấy về là chạy thôi. Đam mê dòng này thì alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô. Đăng kiểm tháng 10 năm 2020. Xe đẹp lắm. Nhớ đăng ký kênh và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe hot nhất bên Trần Anh ô tô bán ra và làm phim cho toàn thể tất cả các anh chị cô bác đều coi nhé. Mỗi lần Trần Anh làm clip, Trần Anh sẽ quay clip chi tiết và Trần Anh sẽ hướng dẫn cách cho anh chị xem một con xe nó như thế nào nhé. Sau này anh chị mua xe, anh chị sẽ không có sợ bị lầm trên chiếc xe nhé. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại.